Chào các anh em nhé, thế là xong phần 3, chúng ta trở lại với phần 4 tiếp theo. Đó là phần vẽ núi này. Đôi khi mình nói cái phần thì đây, đánh nhất ấy. Cái video này mình sẽ ra hai phần, đó là bao gồm phần núi và phần mây. Nét thì đương nhiên nét để đan trong bài đấy. Chúng ta sẽ chia đầu tiên là nhìn dạng khối như hai hình tam giác ghép nhau, một cao một thấp. Đó là tổng thể khung hình. Vẽ bao giờ anh em và các bạn nên chú ý giúp mình, đó là tổng thể phần khung. Nó nằm dạng khung gì, ví dụ đây chúng ta thấy là hai hình tam giác đúng không ạ? Nó nhô lên và cái phần tiếp theo đó xác định phần tối bên tay phải, mình sẽ gạt tối. Xác định xong, bước tiếp theo là chúng ta sẽ dùng chì phác hình nhé. Dùng phần chì phác hình tổng thể đi thêm chi tiết, rồi sau đó mới tẩy đi và chúng ta sẽ đi nhát sau. Chứ anh chờ nó cũng nét nó cũng được đấy mà. Không phải ở đâu nhá. Em vừa cầm vào, ô anh ơi, em sợ nó cháy. Nên chúng nó sợ ấy. Kiểu hay chê ấy. Vừa cầm bài đã chê rồi. Uầy, xịn đi. Anh vẽ lại giống vãi. Và đây là phần bút mực của anh luôn. Và cách vẽ làm sao nó không bị quá đậm. Cái bút mình đây thì mình giới thiệu luôn Statler. Đó là cây bút nâu, nó có một cỡ thôi. Để nghiêng bút một chút hay là cầm dài ra thì nó sẽ mảnh nét. Còn nếu các bạn giữ bút lâu và nhấn đậm thì lý do đó là bị nhòe. Cái vấn đề này anh em các bạn cẩn thận hơn. Cảm ơn mọi người nhớ theo dõi, chia sẻ hoặc là đăng ký kênh. Thấy hay thì chia sẻ giúp em, cảm ơn mọi người rất là nhiều. Đó, còn đây là cái phần nét. Chúng ta nhắc lại là phần nét. Nét thì cái phần núi này có rất nhiều nét. Chúng ta đi chủ yếu là nét cong hay là cái mảng. Cái mảng trong phần nét rối mà đã chia sẻ. Đó, đây này, nó hơi cong một chút. Cái cong này là chạy theo cái chiều núi mà lát nữa chúng ta sẽ vẽ. Đó nhá. Đó, hôm nay chúng ta nhớ này, đầu tiên là chúng ta vẽ phần núi trước, sau đó phần mây sau. Và từ những cái như là đá này, cây, cối, nhà, cửa hay là điểm tụ, nếu chúng ta theo dõi kênh, hỗ trợ và ủng hộ cho những anh chị em hay bạn nào quá xa mình không thu xếp được khóa online, chúng ta có thể xem trên video, xem trên kênh và quan sát theo từng cái quá trình chúng ta làm việc với nhau. Mọi người có thể vẽ lại một tuần hai video ở đây thôi. Đó thì chúng ta sẽ học tập hay là chúng ta sẽ tham khảo được nhiều cái nó bổ ích cho mọi người. Cái phần núi đang đi thì ranh giới này, phần ranh giới chúng ta sẽ xác định bằng cái chiều nó chia cái phần núi đôi ra. Đó, bên tay phải và trái rõ ràng. Đó nha. Và cứ xem video này, mình sẽ vừa nói và vừa sẽ đưa ra những cái gợi ý. Đó, có những đoạn thì mình sẽ ngừng và anh em cố gắng và theo và quan sát. Chúng ta làm chậm thôi, đúng không? Làm chậm thôi chúng ta sẽ làm được thôi. Tiếp tục như vậy, chúng ta cứ đi dần, cái nét bút nó xuôi theo chiều đấy. Xuôi dần nhé. Và đến cái mảng này cũng vậy này, bên này đậm này, chúng ta sẽ nhấn đậm ở phần đầu và sẽ thoải bút ra. Tức là cái nét bút tiếp theo là sẽ nhẹ hơn. Cái phần ở gần ranh giới sáng và tối là những phần đậm nhất. Đó, thấy không nào? Và có một điều đáng chú ý là chúng ta đi các nét bút nó cách hở nhau một chút. Mọi người đừng đi xít quá nhé, nhớ cho em này, đừng đi xít. Vì chấm đầu bút vào nhau tạo thành vệt đậm. Đó, sẽ mất hiệu quả. Đúng không nào? Tiếp tục này. Xong khu vực tối đã, chúng ta mới chuyển sang phần sáng sau.
Và đến cái phần sáng này chúng ta sẽ đi những nét đứt nhẹ tay hơn hay là nét thưa hơn để tạo khu vực sáng chạy theo chiều của núi. Đó, thấy không? Sau khoảng gần 10 phút, thực ra có 6 hay 7 phút thôi, chúng ta đã có một bức tranh vẽ về núi khá đẹp và đơn giản hiệu quả. Sáng bên tối, nhớ chúc mọi người thành công nhé. Tiếp theo đây, đó là phần vẽ mây. Đấy, phần vẽ mây chúng ta sang luôn phần vẽ mây. Chúng ta hình dung này, đi về những cái khối tròn hay là khối hình oval. Định hình đây là cái dáng của mây và phát lại bằng những đường cong, nó có những cái phần phình ra và phần lõm vào, những cái đường cong chạy bo đây. Đó, chia đường cong này ra rồi chúng ta gạt cái phần tối tranh dưới với đây nhá. Sau khi gạt xong chúng ta phác chì như bài trước vẽ núi, cuối cùng là đi nét mực vào, xác định những phần sáng, đi nét nhẹ hơn và chúng ta sẽ sử dụng nét cong đi phần mây. Tức là hôm đấy Vi phải nghỉ học trên trường mấy hôm em? Mày phết nhờ bài tập như thế nào thế nào? À. Ok này, báo bắt đầu này. Sử dụng nét cong này. Nhớ này, các nét cong của chúng ta nên đi sát nhau để tạo hiệu quả cao hơn cho bài vẽ nhé. Đó, đi cong và sát nhau hơn. Đó, thấy không? Đi cong. Và chúng ta nên đi phần chính trước, ví dụ như mình đang đi cái phần chính, chúng ta sẽ nhấn cái đám mây chính tổng thể rồi chúng ta sẽ đến cái đám phụ sau. Đó. Nhưng mà hay gặp cái hai không? Là khi xác định được sáng tối qua cái phần phác thảo bên trên thì chúng ta đi về bên dưới nó hiệu quả, nó đơn giản cũng như là mang cái chắc phải nhờ em hỏi thăm công dụng cái đấy. Cao hơn cho bài. Những đường cong có những đường dài và đường ngắn. Đó, và cái nét bút thì cái bút pháp hay gọi là cách đi ấy. Mình đã đi rồi. Đấy. Đấy không ạ? Tập những cái nét cong này nó sát nhau này.
Hôm nào hỏi Nó không thăm khó nó đâu nó không nhá, trả lời đơn em giản ạ. thôi, nó khá là hiệu quả nữa. Thế nên anh em và chị em chúng ta là chú ý, cũng giống như các bạn cũng vậy, bên này cũng vậy, tương tự mình sẽ đi những đường cong ở đây nốt. Đang làm video nhé. Ở đâu khách không? Đó, thêm một chút này. Và đây cuối cùng là phần nét cong chúng ta thể hiện. Chúc anh chị em có được một bài vẽ hiệu quả và tốt hơn, mỗi ngày sẽ vẽ đẹp thêm, cũng như là những lúc thư giãn có thể vẽ vời nhé.